Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét cho ý kiến về đề án chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã báo cáo rõ thực trạng chức danh, chức vụ trong quân đội theo luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và tính cấp thiết xây dựng đề án nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Bộ trưởng yêu cầu việc sắp xếp chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cho quân đội cần phù hợp với quá trình thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng và phải tạo sự thống nhất, ổn định, không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của quân đội. Cố gắng làm sao để nội bộ trong quân đội chúng ta phải ổn định, đoàn kết, phát triển. Mình tới sửa luật thì ta cũng phải nói, nếu mà giả sử mà tổng kết năm nay Tổng cục chỉ cho tổng kết cái luật sĩ quan, cần phải sửa hay không sửa, chỉnh hay không chỉnh, được hay không được. Đấy. Ví dụ như thiếu tá có 48 tuổi nghỉ hưu thôi, trung tá 51 tuổi, thượng tá 54 tuổi, đại tá 57 tuổi, thì cái tuổi này liệu ta có kéo dài ở cấp bậc nào hay không? Thì chúng ta phải bàn cho nó kỹ. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc xây dựng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cho quân đội phải bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ cho quân đội. Đồng thời, việc sắp xếp chức danh, chức vụ phải căn cứ vào đặc thù cơ cấu tổ chức biên chế, tính chất nhiệm vụ hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại và phù hợp với sự phát triển tổ chức của quân đội, khắc phục sự bất cập về chức danh, chức vụ tương đương và hệ thống bảng lương phụ cấp chức vụ của đội ngũ cán bộ, tạo căn cứ để xây dựng bảng lương mới theo tinh thần nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương. Cũng tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án lâm nghiệp của các đơn vị thuộc Binh đoàn 15. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Binh đoàn 15 tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở địa bàn chiến lược của Tổ quốc.